ảnh phim công nương Diana nằm trong quan tài gây phẫn nộ. Những thành viên trong đoàn phim The Crown không thoải mái khi quay phân đoạn thi thể công nương Diana do nữ diễn viên Elizabeth Debicki đóng nằm trong quan tài mở nắp. Những tranh cãi về phần năm vừa hạ nhiệt The Crown dự kiến tạo ra cơn thịnh nộ còn lớn hơn từ công chúng khi một số thông tin về phần tiếp theo được những người trong cuộc hé lộ. The Sun dẫn nguồn tin từ đoàn phim cho biết phần 6 sẽ mô tả vụ tai nạn thảm khốc cướp đi tính mạng của công nương Diana, cũng như những diễn biến liên quan sau đó, bao gồm cả tang lễ. Người xem nhìn thấy cô ấy nằm trên bàn với các nhân viên y tế vây quanh. Họ thuê những bác sĩ phẫu thuật thực sự cho các cảnh quay, có cả y tá nữa. Máu ở khắp mọi nơi, trên áo, găng tay của bác sĩ phẫu thuật và trên cửa, một người cho biết. Không chỉ vậy, theo một thành viên đoàn phim đạo diễn yêu cầu nữ diễn viên Elizabeth vào trong quan tài và giả chết, sau đó, một diễn viên đóng vai linh mục người Pháp thực hiện các nghi lễ cuối cùng cho công nương Diana. Thái tử Charles bước vào phòng và rơm rớm nước mắt, trong cơn hoảng loạn, ông nhận thấy Diana thiếu một chiếc khuyên tai, đó là tất cả những gì ông ấy có thể tập trung vào khi nỗi đau bao trùm ông ấy. Charles nói với quan chức Pháp, "Các vị phải tìm ra chiếc khuyên tai, cô ấy yêu chiếc khuyên tai đó." một trong những cảnh gây khó chịu khủng khiếp. Hai chị gái của Diana sau đó vào cùng Charles. Có nhiều tiếng khóc và nước mắt hơn xung quanh thi thể nằm trong quan tài mở nắp, nguồn tin kể về cảnh quay trên phim trường. Theo nguồn tin, hầu hết thành viên trong đoàn phim đều thấy ghê tởm trước sự vô cảm của kịch bản. Những ngôi sao của phim lo sợ hoàng tử Harry và William bị tổn thương sâu sắc bởi những cảnh phim về khoảnh khắc cuối cùng của mẹ họ. Hoàng tử William và Harry chưa bao giờ nhìn thấy thi thể mẹ họ trong quan tài và họ không cần phải chứng kiến cảnh này. Công chúng anh cũng không cần. Nhà sản xuất bỏ qua tất cả để chạy theo tỷ suất người xem. Mọi người đều rất khó chịu khi thực hiện cảnh quay, nó phản cảm và nên bị cấm phát sóng. Có những cuộc trò chuyện trên trường quay giữa các diễn viên cho thấy họ khó chịu với những gì được yêu cầu làm. Nhiều người tin rằng cần phải làm âm ý lên để bảo vệ William, đặc biệt là Harry, khỏi bị làm phiền. Nguồn tin nhấn mạnh. Simon, Simon, bản của Diana dùng từ bệnh hoàn để lên án nhà sản xuất The Crown. Sao họ không đi đào mổ của cô ấy luôn đi? Những cảnh này không phải để giải trí, nó thật trùng rợn, bà Simmons nói. Ken Guafi, cựu vệ sĩ của Diana cũng không chấp nhận được những cảnh quay. Ông nhận định cả vua Charles và hoàng tử William đều kinh hoàng nếu xem các cảnh phim. Trải qua năm phần phim bắt đầu từ năm 2016, The Crown nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi. Gần đây nhất là phần năm bị chỉ trích phản ánh sai sự thật. Trước đó, Netflix khẳng định các cảnh về cái chết của công nương Diana đang được xử lý với sự tôn trọng và quan tâm tối đa, nhưng từ chối bình luận chi tiết. Người phát ngôn của hoàng tử Harry từ chối bình luận về ồn ào trên